Hello, xin chào các bạn. Đã rất lâu rồi thì chuyên mục các ván cờ hay của khán giả mới quay trở lại. Hôm nay mời các bạn đến với ván cờ của một cậu bé 9 tuổi đánh với đối thủ tại giải cờ vua học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm 2022-2023. Ảnh này nhìn khá là nhòe vì được gửi qua Facebook cho nên chất lượng đã bị giảm đi đáng kể. Đây là một yêu cầu rất tâm huyết của một người bố gửi đến mình. Anh cũng là cựu sinh viên Đại học Bách khoa như mình. Mình cũng hứa sẽ phân tích ván cờ này để chúc mừng sinh nhật con anh. Tuy nhiên thì do yêu cầu của bạn khá là nhiều và cũng không ngờ bạn bé lại sinh ngay đầu tháng 1. Cho nên khi tìm lại yêu cầu thì sinh nhật đã qua mất rồi. Nhưng mà thôi, muộn còn hơn không. Hy vọng đây sẽ là món quà sinh nhật muộn chú Tùng gửi đến bạn Tôm. Chúc con luôn ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ và gạt hái được nhiều thành tích với môn thể thao trí tuệ này. Mời bạn theo dõi ván cờ của bạn Tôm ngay sau đây. Ở ván này, bạn tôm được cầm quân trắng đi trước, mở màn với nước tốt E4. Đối thủ của bạn tôm đáp trả bằng nước tốt E6, triển khai hệ thống phòng thủ Pháp. Tiếp theo, trắng dâng tốt D4 tạo thành cặp tốt mạnh kiểm soát trung tâm. Đen để tốt D5 gạ đối. Trắng không đổi tốt đen mà phát triển mã C3. Đen cũng không đổi tốt với trắng mà để tốt C6 củng cố thêm cho tốt D5. Thực ra ở đây đen nên phát triển mã F6 Hoặc là phi tượng lên B4 Ghim mã trắng thì sẽ hay hơn Nhưng mà thôi không sao Chỉ chậm một nhịp phát triển quân Chứ cũng không có vấn đề gì Trắng phát triển tiếp mã F3 Đen phát triển tượng D6 Nhưng mà đây lại là một sai lầm Nghĩa ra thì đen nên phi hẳn tượng lên B4 Ghim mã trắng Chứ nên tượng D6 như này sẽ không thể phát triển tiếp mã F6 được Bởi vì trắng sẽ để tốt E5 tấn công đuôi ngay Trắng lên tượng D3 Chuẩn bị nhà thanh Đúng này đen cũng nên phát triển mã E7 chuẩn bị nhập thành Nhưng mà thực tế đen phát triển mã B lên D7 Trắng nhập thành Đen vẫn chưa phát triển mã E7 để nhập thành mà hổ báo dâng tốt B5 Trác định tiến xuống B4 tấn công mã trắng Ở đây trắng nên để tốt E5 đuổi tượng đen và mở đường cho tượng gây sức ép lên tốt đen H7 Sau đó nhảy mã G5 mở đường cho hậu lên F3 hay là H5 sẽ tạo ra sức ép rất lớn bên phía cánh vua Nhưng mà thực tế trắng lại để tốt A3 Ngăn tốt đen tiến xuống B4 tấn công áp Ok không sao Nước đi này cũng vẫn ổn Đen lấy tượng B7 kiểm soát đường treo lớn Nhưng mà đường treo lớn đang bị rất nhiều quân tốt chắn Nên tượng đen chưa thể phát huy được sức mạnh Trắng vẫn chưa đẩy tốt E5 Mà dịch sẽ sang E1 kiểm soát cột E Trắng sau đó sẽ đổi tốt đen Nhằm mở cột E Đen để tốt A6 bảo kê thêm cho tốt B5 và đúng như dự đoán thì trắng đổi tốt với đen Nhằm mở cột E cho xe ghim tốt đen E6 Đen lấy tốt C Ăn lại tốt trắng Trắng phi tên G5 tấn công hậu đen Đen phát triển mạng F6 cản lại Và chuẩn bị cho thanh Trắng nhảy mạng E5 chiếm lĩnh trung tâm Gạ đổi mã Nhưng mà đen đương nhiên không thể đổi mã với trắng rồi Bởi vì tốt trắng lại tấn công đôi Bắt chết mã đen đang bị ghim ngay ở đây đen có thể lên hậu C7 Trồng quân tượng tấn công mã trắng Và tháo ghim cho mã ở F6 Nhưng mà đen lựa chọn lùi tượng về E7 Để tháo ghim cho mã Trắng lên sẽ E3 Sau đó có thể sẽ qua G3 hay là H3 để tấn công Lúc này đen có thể đổi ngay mã với trắng Tiêu diệt quân mã mạnh đang chiếm lĩnh trung tâm Nhưng mà thực tế Đen thì H6 đuổi tượng trắng Ở đây trắng nên lấy tượng ăn ngay mã đen Tượng đen ăn lại tượng trắng thì chẳng để tốt. F4 tăng cường bảo kê thêm cho quân mã mạnh. Sau đó qua xe G3, phi hậu G4 hay là H5 đều gây ra sức ép rất lớn cho đen. Tuy nhiên thực tế, trắng không đổi tượng lấy mã đen mà lùi tượng về H4. Đen nhập thành. Tiếp theo trắng nên qua xe G3 gây sức ép trên cột G hoặc có thể để tốt F4 bảo kê thêm cho mã và ngăn tốt đen G5 tấn công tượng. Nhưng mà thực tế, trắng lại qua xe F3. Và đây là một sai lầm Bởi vì bịt mất đường hậu trắng đi quân Đã thế lại còn rơi vào tầm tấn công của tượng đen Trên đường chéo lớn nữa Trong chiến đấu này Mã đen là mã trắng Tốt trắng là lại mã đen Đen chạy mã D7 Tấn công lại tốt trắng và gạ đối tượng đúng này trắng nên lùi tượng về G3 Bảo vệ tốt E5 Đen để tốt D4 tấn công mã trắng Mở đường cho tượng tấn công xe trắng Thì trắng chạy mã E4 Bịt đường chéo lớn lại Thế trận vẫn ổn áp dành cho trắng Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Trắng đổi ngay tượng với đen Hậu đen ăn lại tượng trắng Trắng chạy xe G3 tránh khỏi đường chéo lớn Mã đen ăn E5 Và đen lại được một tốt Trắng phiêu lên H5 tấn công mã đen Và tốt đen H6 Đen lên hậu F6 bảo vệ cả mã lẫn tốt Trắng bình xe E1 kết hậu tấn công mã đen Mã đen ăn luôn tượng trắng Ở đây trắng thử lấy xe ăn lại mã đen nhưng mà chắc là muốn duy trì quân xe gây sức ép lên thành của hộ đen chuyển trắng đi tốt ăn lại mã đen và quân tốt này trở thành tốt cô lập đen để tốt d 4 tấn công mã trắng và mở đường treo lớn cho tượng kiểm soát trắng chạy mã e 4 tấn công hộ đen và bịt đường treo lớn lại Đúng này đen nên đổi ngay tượng lấy mã của trắng tốt trắng ăn lại tượng đen thì tốt đen d 4 sẽ biến thành tốt thông còn xe trắng ăn lại tượng đen thì nên bình sẽ a sang c 8 dọa c 1 chiếu hết Trắng lui xe về phòng thủ thì đen phi sẽ dùng C2 kết hợp với hậu tấn công tốt F2. Trắng có sẽ F3 tấn công hậu đen thì đen chạy hậu G5 gạ đổi hậu. Đổi hậu xong, đen lợi hình trắng một tốt lại kiểm soát được cột mở C và hàng ngang số 2. Lợi thế đương nhiên là nghiêng về bên đen. Trở lại ván cầu thực tế, đen không đổi tượng lấy mã của trắng mà chạy hậu F4 vẫn duy trì bảo vệ tốt H6. Và đây là một sai lầm. Chốt đi xe mày Trắng đi xe G4 tấn cơ hộ đen Lúc này đen nên lùi hậu về F5 gạ đổi hậu Trắng sẽ không dám đổi hậu với đen Vì tốt đen ăn lại tấn công đôi xe vào mã trắng ngay Còn nếu trắng không đổi hậu với đen Thì sẽ phải chạy hậu Mà có chạy hậu đi đâu Thì đen cũng sẽ đổi tượng lấy mã trắng Và diễn biến cũng xem xem với trường hợp Mà chúng ta phân tích bản ấy Trở lại ván cơ thực tế đen đã không lùi hậu về F5 gạ đội hậu mà lại lùi hậu về C7. Và đây là một sai lầm nghiêm trọng, một nước đi blunder. Chốt đi xem lại hậu trắng ăn H6 dọa G7 chiếu hết. Đen để tốt F5 tấn công đôi xe và mã trắng mở đường cho hậu bảo vệ tốt G7. Tưởng rằng với ba quân hậu xe mã cùng lúc bị tấn công trắng sẽ toang. Nhưng mà không. Hậu trắng ăn H6 chiếu tiếp chạy vua H7 hay là H8 thì xe trắng H4 chiếu hết. Duyên đen buộc lòng phải lên xe hay hậu cản chiếu và đen lựa chọn lên xe cản chiếu. Mã trắng F6 chiếu tiếp. Tốt và xe đen đều đang bị ghim, không thể ăn được mã trắng. Đen đành chạy vua F8, trắng thí hiệu xuống E8, chiếu. Và mình tính đánh giá, đây là nước đi tiên tài. Đây cũng là nước nhét hậu và mồm bắt phải ăn. Nên anh chỉ có nước duy nhất là phải ăn hậu trắng và cuối cùng xe trắng ăn xe đen chiêu hết. Kinh hồn. 9 tuổi mà đánh được như này cũng ghê phết phải không các bạn? Chiến thắng này đã góp phần giúp cậu bé Tôm giành được huy chương bạc của giải đấu năm ngoái. Hy vọng Tôm sẽ còn bay cao, bay xa hơn nữa trong tương lai. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.